Yes, DJ. Cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, hôm nay bên em mới về chiếc xe bản số 85C04276 này. Trước khi em review chiếc xe này thì cũng như mọi video khác, em muốn gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các anh chị, cô chú đang theo dõi clip này. Chúc cho toàn thể gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em. Thì cô chú anh chị xin vui lòng ủng hộ em và khích lệ tinh thần cho em một like. Và cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh sát bên góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ha. Vâng, con xe này này hôm nay là con xe tải anh chị ha. Con này con Taco. Thì bên em bán cho quý anh chị với một phân khúc giá thành là 45 triệu. Đây là thông số của em nó. Sản xuất đời 2009 anh chị ha. Với động cơ là máy dầu 1089 cm khối. Trọng tải của em nó là 800kg nha quý anh chị nha. Sản xuất đời 2009 là còn tới 12 năm nữa nha anh chị. Với một phân khúc chỉ có 45 triệu thì quý cô chú anh chị sở hữu ngay chiếc xe tải thùng kính này anh chị ha. Niên hạn đăng kiểm của em nó thì còn vận hiệu lực tới ngày 17 tháng 8 năm 2021 nha quý anh chị. Và xe tải thì nó cũng không có gì review nhiều. Xe tải chủ yếu quan trọng là cái máy và dàn xaxi gầm bệ thôi anh chị ha. Đây là dàn thùng bảo ôm, gần gọi là thùng kính. Để chị thấy nè, dàn thùng của em nó thì anh chị rất là ok. Nói chung là cái này phân khúc này thì quá là sạch sẽ. Để chị thấy nè ha, xe còn của em nó rất là cứng cáp ha. Đó, chị thấy không? Em sẽ đi một vòng cho quý anh chị của chú cùng tham khảo về chiếc xe tải này ha. Nói chung là nước sơn xi ở bên ngoài thì em nó cũng chấp nhận được anh chị, mà con đẹp lắm. Nhưng nội thất thì em nó không được đẹp. Đèn bọng thì sáng nữa, rất sáng anh chị ha. Bên trong dàn nội thất của em nó thì dòng xe tải thì nó không có như xe du lịch nha quý anh chị. Nội thất ở bên trong thì em nó rất là xấu. Vậy thấy không? Thì chiếc sườn màn hình thì anh chị cũng thấy ha. Đó, xe thì số sàn anh chị ha. Bây giờ em sẽ review về cái dàn khung gầm cho anh chị của chú cùng tham khảo trước ha. Rồi em sẽ lên em nổ máy. Vỏ bánh của em nó thì còn được coi như là con này được 40% anh chị. Anh chị thấy nè, xác xi của em nó nha. Xe tải thì quan trọng chỉ cần cái xác xi và cái máy thôi. Đó, vậy thôi. Bình bồng hộp số của em đó anh chị. Một phân khúc chỉ có 45 triệu thôi, rất thích hợp cho tất cả các anh chị lấy về chở hàng hóa lặt vặt ha. Xe này thì còn tới 12 năm đời lận, anh chị cứ tha hồ xài, không gì hết, 6 tháng cứ đi đăng kiểm một lần. Đó, vỏ bánh. Hộp khóa cầu của em nó. Đây thì bình nước rửa tay. Đó, dàn taxi vậy thôi. Em sẽ đi qua bên khúc bên tài cho quý anh chị của chú cùng tham khảo luôn. Xe này thì anh chị nào đang cần nhu cầu xe thì lấy cái xe này về mình đi chở hàng hóa cũng khá là ok nha quý anh chị. Cái này thì chở đồ là mình, hiện tại thì cái xe này chủ xe cũ là người ta chở mít nha anh chị. Đó, vỏ bánh. Đây là cánh cửa tài keo chỉ luôn, cho anh chị xem keo chỉ luôn, rất ok ha. Đây là cái những điểm xấu của em nó đây. Đó, điểm xấu nè, này nó chốc sơn không có sơn lại là nó rỉ nó xét. Vô lăng thì thích hợp, nhìn cũng hay anh chị ha. Hai cháu số xe 5 cấp này. Em thử coi cái đầu đi DVD này nó có xài được không nha. Wow, máy nổ một cái là nổ luôn chị, nghe tiếng máy không? Máy em nó nổ cũng khá là giòn nha anh chị. Em thử cái đầu DVD nó xài được không nha. Wow, còn xài luôn anh chị. Ok, có sạc dự phòng luôn mà sao không thấy lên hình ta. Chắc nó teo rồi.
Đó, xe phải có một cái quạt. Ô, còn xa nha anh chị nha. Nhẹt nhõm đồ rất là ok anh chị ha. Đó, quạt quyết được có luôn. Đó, cho anh chị giải trí luôn. Tay lái trợ lực rất là nhẹ anh chị. Đèn còi xi nhan đầy đủ anh chị. Đây, gạt mưa gạt nắng còn luôn nha chị ha. Đó. Kính quay tay thì vận may sẽ tới. Đây cho em anh chị nghe tiếng máy ha. Máy. Pin mà con mình đây máy móc đang nổ nha quý anh chị nha. Rất ok ha, máy này rất là uy lực nha quý anh chị. Máy cũng rất khô ráo và sạch sẽ. Turbo nha, turbo nha. Turbo luôn mấy chị nha anh chị nha. Điện lực 22220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm cho quý anh chị nha. Sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em theo số điện thoại đó là 0796822220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm cho quý anh chị nha. Đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông số điện thoại màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo tài sản bên em nhé. Vâng.